Thương Minh Lớp Úc kính chào cô chú bác cùng anh chị em thân thương. Hôm nay em có một chút niềm vui và chia sẻ cho quý vị cùng vui với mình nhé. Kính mời cô chú bác cùng anh chị em thân thương cùng em theo dõi. Đây là những món dầu thơm mình được tặng trong một ngày và chia sẻ cho quý vị xem là đây là một phòng riêng của Quỳnh Hương Vlog Cuộc Sống Úc. Thương Blog Úc để trang điểm khi mình đi tiệc.